Alo. Quang Giao xin chào các bạn. Sáng nay mới có 5 giờ mà anh nhạc sĩ Quang Đỗ đã gọi đến Giao Quang. Đã nói sáng nay là coi như là làm gì á, thì anh Quang Giao cũng phải nhắc lại cái chuyện hôm bữa là có là các anh ở thành phố là gợi ý là nói với anh nhạc sĩ Quang Đẩu là phải ôn lại những cái bài cổ điển, nhạc cổ điển mà anh đã biết từ xưa, mà anh đi thường đi tán gái mình không biết, nhưng mà những bạn bè của ảnh thì nói với ảnh như vậy. Thì tôi nói là nếu như mà anh nhạc sĩ Quang Đẩu mà biết thì anh phải ôn từ từ đi. anh nhạc sĩ Quang Đẩu anh chịu ôn từ từ mà anh đòi ôn liền, ôn liền, hoặc là ôm lần từ được đó, nó nói là phải chơi liền đó, ôm liền thôi. Anh này là hồi xưa coi như là anh biệt danh là coi như là phan liều, anh biết một chút gì rồi coi như anh chơi liền cho nên là anh quen rồi. Anh nói bây giờ là tớ sẽ ôm liền thôi, ôm liền. Bố mẹ sinh ra coi như là hai thằng. Đó, hai thằng, một cái thằng là coi như là Quang Long, rồi một thằng là Quang Đẩu, một ông thì là đam mê âm nhạc từ nhỏ, là lớp 4, lớp 5 là coi như là đã học lớn rồi, đàn cái bài Tò Te Ma Lê Tái Nu, thì nói chung là coi như là ổng tâm sự, rồi tôi chỉ biết như vậy thôi, rồi thôi bây giờ là tôi sẽ nhắc lại, bây giờ là anh đánh liền, anh nói anh ôm liền thì anh chơi liền. Xin giới thiệu với các bạn bè gần xa sẽ xem thử cái anh Quang Đẩu này anh ôm liền và anh chơi liền như thế nào. Xin chào các bạn nhé. Quang Đẩu xin chào các bạn mình ở gần xa. Sáng nghe nhỏ Quang Long nó xạo. Mình có biết đàn cổ điển bao giờ? Mới học được không? Hôm nay nè. Nói thật với anh em mình, mình quá đam mê nha. Nó thích, nó thấy như thời kỳ đó mình cũng thích gái, mình đi tán gái. Học lắm. Còn bây giờ tự nhiên biết thêm là nhạc sĩ Khắc Ngân chuyên hòa âm phối khí thì nói chung là cũng siêu siêu vi tan. Hồi trước cũng như là chơi vỉa hè cũng có, chơi động có, nhưng mà khi mà vô đoàn nhân công của Bình Thuận mình, hồi trước gọi là đoàn nhân công, cái dốc nhân công Phan Thiết mình, bữa nay nhà hát Biển Xanh rồi, nhưng mà Khắc Ngân cũng đã nghỉ lâu rồi, về làm việc. Bữa nay anh ta giàu lắm. Mình chỉ biết nhà sĩ Khắc Ngân lúc sau này. Thì bây giờ mình cũng học lắm anh em, cho nó vui, vui qua ngày qua bữa. Tại vì sống cái kiểu bình thường mới rồi, coi như là mình không phải là hoạt động cho nó vui vẻ, có chả là khoe khoang vậy. Tự nhiên do cái sự đam mê, sở trường đam mê âm nhạc của mình, y tờ y tí, mấy nốt đồ rê mi pha son la si, coi như mấy nốt nó thuộc Lào như cháo, và cái đàn. Nói chung là mình chỉ biết thôi, cho mình cũng không điêu luyện gì lắm, biết cho nó vui. Tất nhiên là món nào cũng chơi vui, gọi là mình hồi trước là anh em thì Quang Long nó đúng là coi như là nó phan liều, nó phan liều, nhưng mà mình là chơi liều thôi. Chứ còn Quang Long nó biểu mình từ từ mình không chịu được, không được đó. Như nãy giờ mình chơi, các bạn thấy chơi đại cũng giống như hát đại đó, sai đúng thì chơi đại luôn, miễn làm sao cho nó vui, góp nhặt cho đời với những âm thanh trầm bổng mà những bậc đàn anh đã sáng tác. Còn mình là những người thừa kế, mình sẽ phô tô copy lại thôi, và ngẫu hứng. Mà hồi nãy là mình chơi ngẫu hứng theo kiểu của mình, chứ không có sắc vở, cho nên các bạn anh em mình thông cảm, có chê thì cũng để trong bụng thôi. Cái con Quang Đẩu là ông đàn tuần bay. Đó. Thì cái tiêu đề của mình là coi như hát đại, hát tầm bảy,
đàn cũng đàn đại và đàn tầm bảy. Cho nên Phật xin chào các anh chị em mình từ xa, chúc trong năm nay mùa xuân của năm 2022 các anh chị em mình vui khỏe, sức khỏe hồn ai nó giữ, chứ đừng có đi lung sung bậy bạ rồi F1 khi tá lão mình. Xin chào các bạn, chúc sức khỏe gia đình vui khỏe bình an.